Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến sáng nay ngày 19 tháng 8 đã có khoảng 230 trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2024. Đến sáng ngày 19 tháng 8, theo thống kê đã có khoảng 230 trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024. Mức điểm chuẩn cao nhất tới thời điểm hiện tại là hai ngành sư phạm, ngữ văn và lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cả hai ngành trên đều lấy từ 29,3 điểm thang 30 điểm, tức trung bình gần 9,77 điểm mỗi môn mới đỗ. Nhiều ngành của trường này cũng lấy ở mức 27-28 điểm trở lên mới trúng tuyển. Xếp sau đó là điểm chuẩn ngành sư phạm tiếng Anh và trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn là 38,45 điểm, tức mức trung bình là gần 9,62 điểm mỗi môn mới đỗ. Gần như các trường đại học đã hoàn tất công bố điểm chuẩn năm 2024. Trong ngày 19 tháng 8, thí sinh tiếp tục chờ điểm của một số trường thuộc khối công an và một số trường khác như Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Bạc Liêu, Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, Học viện Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, chậm nhất đến 17 giờ ngày hôm nay ngày 19 tháng 8, các trường đại học cao đẳng phải hoàn thành việc công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1.